Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ là một trong các phương pháp điều trị sỏi niệu lớn và phức tạp, thay thế hoàn toàn mổ mở. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới này từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và đã thực hiện phẫu thuật thành công cho gần 60 bệnh nhân. Là kỹ thuật mới, chuyên sâu, với nhiều ưu điểm nổi trội, để ứng dụng thành công kỹ thuật này, bệnh viện đã cử kíp phẫu thuật đi đào tạo bài bản tại các bệnh viện đầu ngành ở Trung ương. Cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại được bệnh viện đầu tư như máy siêu âm, máy siam, hệ thống mổ nội soi, máy bơm nước, bộ nong amplat, ống soi tán sỏi, máy laser công suất lớn. Hiện, bệnh viện đang ứng dụng kỹ thuật này trong điều trị cho các bệnh nhân có sỏi thận phức tạp. Bệnh nhân Trần Xuân Tiến, 44 tuổi, phường Lê Mau, thành phố Vinh, nhập viện với bệnh lý sỏi thận và niệu quản, được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ. Sau khi siêu âm xác định vị trí của các sỏi niệu và chọn đài thận để đặt đường hầm vào thận, các bác sĩ tiến hành đưa kim vào tới vòng của đài thận đích dưới sự dẫn đường của siêu âm hoặc siam và luồn dây dẫn đường theo kim vào đài bể thận, tiến hành nong đường hầm và đặt amplat. Dùng ống soi kiểm tra, đánh giá tình trạng của sỏi nằm trong các đài bể thận, tiến hành dùng máy laser công suất lớn tán thành các mảnh sỏi nhỏ và hút ra ngoài bằng máy bơm nước tự động. Sau khi sỏi được tán hết, soi kiểm tra và đặt dẫn lưu thận. Dẫn lưu sẽ rút vào ngày thứ 3 sau mổ. Đây là phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, được coi là chuẩn vàng để điều trị sỏi thận lớn và phức tạp. Phương pháp lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ xuất phát từ phương pháp mổ tán sỏi qua da bằng đường hầm tiêu chuẩn. Thì nó ưu điểm vượt trội đó là về mặt thẩm mỹ. Thứ hai nữa là về nó bảo tồn được chức năng thận sau mổ. Thứ ba nữa là cái hồi phục sau mổ nhanh. Bệnh nhân nằm viện khoảng 5 đến 7 ngày có thể xuất viện được. Áp dụng phương pháp nội soi lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ, tỷ lệ thành công, sạch sỏi thận đạt cao, hầu như không xảy ra tai biến, biến chứng. Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh là đơn vị tiên phong tại khu vực Bắc miền Trung triển khai kỹ thuật ưu việt này. Định hướng sắp tới, tôi sẽ tách cái khoa ngoại tiết niệu thành một cái đơn nguyên riêng để là phát triển các cái chuyên sâu, trong đó có cái việc là tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ này và sẽ phát triển rộng rãi và để điều trị một cách triệt để sỏi thận cho người bệnh tại cái bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.